Vũ khí tử thần Nga gieo rắc ác mộng kinh hoàng Ukraine hoảng sợ, nguy cơ mất trắng đồ nhét Ukraine sẽ đáp trả ra sao? Dộ tin Kiev trả đũa Moscow sau những thất bại trên tiền tuyến bằng vũ khí hóa học ở Kursk Lời hồi đáp tiếp theo của Moscow Thủ đô Kiev dung chuyển dưới màn mưa tên lửa dữ dội Tiếp tục những diễn biến nóng được cập nhật trong suốt 24 giờ qua Mexico kêu gọi Mỹ giải quyết vấn đề di cư, không xây tường biên giới. Tại Trung Đông, Israel hỗn loạn trước cuộc biểu tình lớn nhất sau khi 6 con tin bị sát hại ở đường hầm giải Gaza. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, bây giờ là phần tin chi tiết. Bom lượn của Nga đang là nỗi khiếp sợ của lực lượng Kiev trên tiền tuyến miền đông Ukraine. Trong bóng tối của căn hầm ở thị trấn Toresk thuộc tỉnh Donetsk, những binh sĩ Ukraine đã nghe thấy tiếng nổ rung chuyển bên ngoài mà không biết bom lượn của Nga tiếp đất ở gần họ đến mức nào. Những đám cháy do bom lượn gây ra giữa tòa nhà đổ nát, cách căn hầm chỉ khoảng 45 mét, trở thành ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết những binh sĩ Ukraine chia sẻ rằng bom lượn của Nga có lẽ là tử thần đoạt mạng đáng sợ nhất trên tiền tuyến Ukraine. Chỉ một quả bom lượn phát nổ có thể biến một tòa nhà trung cư cao tầng thành đống đổ nát và thậm chí phá hủy cả các công sự bê tông. Trong những tháng gần đây, Nga đã sử dụng bom lượn để san phẳng mặt trận, làm thay đổi thế trận ở miền đông Ukraine theo hướng có lợi cho Nga và giúp lực lượng này tiếp tục đạt được những bước tiến ổn định ở mặt trận Donetsk một trung sĩ thuộc lữ đoàn cơ giới số 32 Ukraine đã chia sẻ rằng khoảnh khắc các chiến đấu cơ của Nga thả những quả bom lượn xuống là rất đáng sợ và xảy ra rất nhanh. Một trung sĩ khác cho biết Nga ném bom lượn là chuyện như cơm bữa. Cứ mỗi khi đơn vị họ tới một cứ điểm, Nga sẽ phóng bom lượn vào đó và họ phải ẩn nấp, bịt tai và há miệng để không bị choáng. Ngay cả những binh sĩ Ukraine đã quen với nhiều năm pháo kích cũng phải dùng mình trước sức mạnh hủy diệt của bom lượn của Nga. Những binh sĩ Ukraine chiến đấu ở những mặt trận nóng nhất, bao gồm Toresk, nói rằng họ bị áp đảo về hỏa lực và quân số. Bên cạnh đó, việc Nga liên tục ném bom không kích buộc họ phải rời bỏ những cứ điểm phòng thủ kiên cố nhất. Ukraine đã hy vọng rằng việc lực lượng nước này tấn công tỉnh Kursk của Nga sẽ buộc Moscow phải điều quân từ các mặt trận phía đông về chi viện và giảm áp lực ở những mặt trận này. Tuy nhiên, khi giao tranh tỉnh Kursk đã kéo dài, vẫn chưa có dấu hiệu Nga điều chuyển quân từ mặt trận này về. Thậm chí, Nga còn tăng cường tấn công ở miền đông Ukraine. Lực lượng Ukraine cũng gặp khó khăn vì rất khó để phát hiện bom lượn Nga xuất hiện để ngăn chặn. Trong khi đó, nhà phân tích quân sự Michael Clark, thành viên Viện Các Quân Chủng Thống Nhất Hoàng gia Anh, cảnh báo rằng Nga có thể kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine và đe dọa vùng Dnipropetrovsk hiện thực cho thấy ukraine đang thiếu bình sĩ đạn dược và thiếu ngủ trong khi nga dường như sẵn sàng hy sinh số lượng quân không giới hạn cho pokrovsk giống như ở mariupol severodonetsk bakhmut và adipka các lực lượng nga dường như có ý định san phẳng để kiểm soát thành phố này ông gustav Gressen, nhà phân tích quân sự của hội đồng đối ngoại châu âu ecfr cũng cảnh báo nga có thể san phẳng trung tâm hậu cần pokrovsk theo ông trong một kịch bản tệ hơn nga không chỉ kiểm soát pokrovsk mà còn giành được toàn bộ tỉnh donetsk ông nói rằng thành quả chiến lược nhỏ cho moscow sẽ là chiếm được trung tâm vận tải pokrovsk và vùng đất cao ở chasovja sau đó sử dụng chúng làm bàn đạp cho một cuộc tấn công lớn hơn về phía bắc và phía tây nhằm kiểm soát phần còn lại của donbass và đe dọa vùng dnipropetrovsk vào mùa xuân năm sau theo ông trong năm nay không bên nào có được thành quả đóng vai trò quyết định trên tiền tuyến mà chỉ chuẩn bị để tạo ra một cú hích lớn trong cuộc xung đột trên bộ vào năm 2025. Thưa quý vị, xung đột Nga-Ukraine và những biến động của chính trường thế giới đang ngày càng trở nên phức tạp và căng thẳng nhiều hơn. Mặc dù cả hai bên đều nêu ra điều kiện hòa bình, nhưng đều rất khó khả thi. Trong bản tin hôm nay, mời quý vị đến ngay với phần cập nhật diễn biến nóng xoay quanh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Chỉ huy lực lượng đặc biệt Akhmat, Phó Cục trưởng Tổng cục Công tác Quân sự Chính trị của Bộ Quốc phòng Nga Thiếu tướng Apti Alaudinov đã thông báo về hoạt động này trên kênh Telegram cá nhân rằng lực lượng vũ trang Ukraine AFU đã liên tục phun khí không rõ thành phần trên lãnh thổ khu vực Kursk. Thiếu tướng Apti Alaudinov nhấn mạnh việc quân đội Ukraine đã sử dụng máy bay UAV cỡ lớn có biệt danh 33 IAGA cho hoạt động này. Tuy nhiên, ông Alaudinov không tiết lộ đối phương sử dụng loại hóa chất cụ thể gì dù đã bắn hạ một số UAV-33 Iaga trên mặt trận. Đầu tháng 8, theo RT, quyền thống đốc tỉnh Kursk, ông Alexei Smirnov đã cáo buộc lực lượng Ukraine sử dụng vũ khí hóa học trong một cuộc tấn công vào nhóm công nhân điện lực tại khu vực này. Sự việc xảy ra tại quận Belovsky, nơi một nhóm công nhân của công ty điện lực Rosetti đang làm việc thì bị tấn công. Các công nhân này đã kịp thời ẩn náu trong một đồn cảnh sát và may mắn sống sót. Tuy nhiên, một số cảnh sát và người đứng đầu hội đồng khu vực đã bị nhiễm độc do vụ tấn công. Thời điểm đó, ông Semenov cũng lưu ý rằng số lượng các cuộc tấn công bằng tên lửa từ phía Ukraine trong khu vực đã gia tăng đáng kể. Số phận của gần 2.000 người dân trong các khu vực này tại thời điểm đó vẫn chưa được xác định cụ thể. Trước đó vào tháng 7, quyền thống đốc vùng Kharkov Vitaly Ganchev cũng đã cáo buộc AFU sử dụng vũ khí hóa học theo hướng Volchansk và Lipsevsk. Cố vấn lãnh đạo vùng Donetsk Jan Gagin trước đó cũng đưa ra cáo buộc tương tự. Cụ thể, AFU đã sử dụng vũ khí hóa học theo hướng Soledad và Atemovsk. Nhiều binh sĩ Nga đã thông báo bị ngạt thở, buồn nôn và chóng mặt khi tiếp xúc với hóa chất độc hại nêu trên. Tiếp đó, từ lệnh lực lượng bảo vệ bức xạ, hóa học và sinh học RCBZ của lực lượng vũ trang Nga Trung tướng Igor Kirillov cũng tuyên bố rằng Ukraine đã sử dụng vũ khí hóa học ở khu vực Donetsk, Goloka, Atemovsk, Kremenaja và Bogdanovka. Quân đội Ukraine cho biết, Nga đã phóng một loạt máy bay không người lái UAV, tên lửa đạn đạo và hành trình vào thủ đô Kiev và có thể là các thành phố khác. Đài ABC News dẫn lời quân đội Ukraine cho biết, cuộc tấn công diễn ra vào sáng sớm mùng 2 tháng 9 giờ địa phương. Cụ thể, Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết, Nga khai hỏa 16 tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M, 14 tên lửa hành trình KH-101, 4 quả đạn từ hệ thống phòng không S-300, S-400, một tên lửa chưa rõ chủng loại và 23 máy bay không người lái UAV tự sát kiểu Sahet 136 131 nhằm vào thủ đô Kiev và khu vực lân cận cũng như tỉnh Sumy và Kharkov. Cơ quan này cũng cho hay lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 20 UAV, 9 quả đạn Iskander M và 13 tên lửa KH-101. Một tên lửa KH-101 và 3 UAV cảm tử không đến được mục tiêu, nhiều khả năng đã lạc đường, nhưng không đề cập tới số tên lửa còn lại. Reuters dẫn lời các nhân chứng tại Kiev cho biết, nhiều tiếng nổ đã vang lên trên bầu trời thành phố, trong đó một số xảy ra ở khu vực trung tâm. Một loạt vụ nổ làm rung chuyển thủ đô của Ukraine, khiến người dân phải vào hầm trú bom. Thị trưởng Kiev Vitaly nói rằng lực lượng khẩn cấp đã được huy động tới các quận Holosovsky và Solomiansky. Bên cạnh đó, người đứng đầu chính quyền Kiev Sergei Poko cho biết hậu quả của cuộc tấn công tên lửa vào thành phố nhiều mảnh vỡ rơi xuống các quận Golosevsky, Sviatosinsky, Dniprovsky và Sevchenkovsky. Báo cáo sơ bộ chỉ ra rằng có vụ cháy ô tô và gây thiệt hại cho các cơ sở phi dân cư, ông tuyên bố. Thông tin về thiệt hại và thương vong đang được làm rõ. Người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak cảnh báo Kiev sẽ đáp trả. Nga và Ukraine thường xuyên tập kích lãnh thổ của nhau sau khi xung đột bùng phát. Moscow đã tiến hành nhiều cuộc tấn công quy mô lớn trong tuần này, bao gồm vụ phóng hơn 100 tên lửa và 100 UAV nhằm vào các cơ sở năng lượng của Kiev ngày 26 tháng 8. Ngoài tập kích các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ đối phương, Nga và Ukraine cũng nhắm vào các khu vực gần biên giới giữa hai nước. Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin để thảo luận về viện trợ quân sự bổ sung. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Kiev tiếp tục yêu cầu Washington dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công tầm xa sâu bên trong nước Nga. Politico trích dẫn các nguồn tin ẩn danh nói, ông Umerov và tránh văn phòng của ông Zelensky Andrei Yermak sẽ cố gắng thuyết phục những người ủng hộ họ ở Mỹ thay đổi quyết định. Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh thông báo, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin có cuộc hội đàm song phương với Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov về các hoạt động đang diễn ra của Ukraine và các ưu tiên hỗ trợ an ninh. Các ưu tiên sau bao gồm các hệ thống phòng không, pháo binh và xe bọc thép cần thiết để giúp Ukraine xây dựng thêm sức mạnh chiến đấu. Một chủ đề khác nằm trong chương trình nghị sự là cuộc họp sắp tới của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine ngày 6 tháng 9. Hơn 50 quốc gia ủng hộ Kiev tụ họp tại Remstein của Đức để thảo luận về các kế hoạch cung cấp thêm vật tư quân sự cho Ukraine nhằm đáp ứng cả nhu cầu trước mắt và lâu dài của nước này. Ông Austin cũng cam kết tiếp tục xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Mỹ và Ukraine. Trước đó, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Patrick Ryder đã làm rõ chính sách của Washington không thay đổi, nghĩa là Ukraine được phép sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để chống lại các cuộc tấn công xuyên biên giới, nhưng không phải để tấn công sâu vào những gì Mỹ công nhận là lãnh thổ của Nga. Trong khi đó, Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói với các phóng viên rằng Washington sẽ tiếp tục các cuộc trò chuyện với người Ukraine, nhưng chúng tôi sẽ giữ bí mật. Ông Zelensky nhấn mạnh không nên có bất kỳ hạn chế nào đối với phạm vi vũ khí của Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga bà Maria Zakharova cho rằng tuyên bố này cho thấy Ukraine đã được trao toàn quyền cho các hoạt động ở các khu vực của Nga. Nhà ngoại giao này cáo buộc rõ ràng là chính quyền của ông Joe Biden đang chuẩn bị đưa ra những nhượng bộ mới cho ông Zelensky và trao cho ông ta toàn quyền sử dụng hầu như mọi loại vũ khí của Mỹ, bao gồm ở sâu trong lãnh thổ Nga. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã cảnh báo những người ủng hộ Kiev sẽ làm gia tăng căng thẳng nếu họ cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của họ để tấn công tầm xa sâu bên trong nước Nga. Defense Blog đưa tin quân đội Nga đã triển khai một phiên bản cải tiến hiếm hoi của hệ thống tên lửa pháo phòng không tầm thấp Panzer S1 dành cho xuất khẩu tới cầu Kerch nối liền Nga với bán đảo Crimea. Dẫn nguồn hình ảnh trên mạng xã hội Telegram về vị trí đặt khí tài này tại cơ sở hạ tầng quan trọng trên. Defense Blog cho biết hệ thống Pencil S1 đã hiện diện ở đó ít nhất một tháng nay, cho thấy chiến lược dài hạn nhằm bảo vệ tuyến đường huyết mạch này khỏi các cuộc tấn công tiềm tàng từ phía Ukraine. Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công vào cầu Crimea bằng máy bay không người lái, xuồng cảm tử và tên lửa hành trình nhằm làm gián đoạn việc vận chuyển hàng hóa và thiết bị quân sự của Nga trong khu vực. Do đó, Nga đã tăng cường khả năng phòng thủ bằng cách triển khai hàng loạt các hệ thống phòng không tối tân như S300 và Pantsir S1 tại địa điểm này. Pantsir S1 là biến thể xuất khẩu, Pantsir S1M có cabin bọc thép trên khung gầm xe Kamaz 53958 và được sơn màu ngụy trang sa mạc, khác so với lớp sơn hiện hành của Pantsir S1 trong biên chế quân đội Nga. Đặc biệt Phiên bản này dường như trước đây từng được giới thiệu trong một cuộc duyệt binh kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại và cũng từng được trưng bày tại diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế Army 2021. Hệ thống Panzer S1M được giới thiệu sẽ có khả năng đánh chặn máy bay không người lái. Cải tiến này được đưa ra sau kinh nghiệm tham chiến ở Syria. Về khả năng chiến đấu của Panzer S1M, tên lửa đánh chặn có tầm xa tăng từ 20 km lên 30 km, trong khi trần bay từ 15 km lên 18 km so với bản cũ. Tương tự như phiên bản Panzer S1, hệ thống mới vẫn được trang bị hai khẩu pháo bắn nhanh cỡ 30 mm. Bên cạnh đó, cách đây ít lâu, Nga còn lên kế hoạch tích hợp cả tên lửa chống tăng Hermes và tổ hợp Panzer, khiến hệ thống phòng không này trở thành vũ khí đa năng đích thực. Vũ khí của Panzer S1 là hai pháo 2A38M 30 mm và 12 tên lửa phòng không tầm thấp 57E6 trong đó, pháo 2A38M có tốc độ bắn tối đa 2.500 phát một phút, tầm bắn tối đa 4 km, độ cao tối đa 3 km. Tên lửa đối không tầm ngắn 57E6 có chiều dài 3,2 m, trọng lượng 90 kg, trong đó đầu đạn phân mảnh nặng 20 kg. Tên lửa kết cấu với hai tầng, động cơ nhiên liệu rắn cho phép đạt tốc độ hành trình 1.300 m một giây, tầm bắn 20 km và diệt mục tiêu độ cao 15 km. Sau sự cố, chiếc máy bay chiến đấu F-16 hiếm hoi của Ukraine bị rơi trong khi làm nhiệm vụ, đánh chặn hơn 200 tên lửa và UAV của Nga. Đây là chiếc F-16 đầu tiên của Ukraine bị phá hủy kể từ khi nước này tiếp nhận lô tiêm kích do đồng minh phương Tây viện trợ hồi đầu tháng. Trung tá Oleksiy Mes, một trong những phi công tiêm kích giỏi nhất Ukraine, là người thiệt mạng trong sự việc. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngay sau vụ việc đã sa thải người đứng đầu không quân nước này và cam kết sẽ điều tra kỹ lưỡng vụ việc, bao gồm cả khả năng mà một quan chức phương Tây đã nêu ra là F-16 bị bắn rơi do hỏa lực từ một tổ hợp tên lửa Patriot. Theo tạp chí The National Interest, bắn nhầm có thể xảy ra vì nhiều lý do, từ công nghệ quân sự không hoàn hảo, như sự sai sót của hệ thống nhận dạng trên chiến trường phức tạp, lỗi liên lạc, đến lỗi do con người hay huấn luyện binh sĩ kém. Bình luận về trường hợp F-16 rơi ở Ukraine, ông Makarsian, cố vấn cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Mỹ cho rằng việc theo dõi xem đâu là đối phương, đâu là ta, đặc biệt là khi có nhiều tên lửa bay xung quanh cùng lúc là rất khó khăn. Do đó, điều này dễ dẫn đến việc bắn nhầm đồng đội. Bên cạnh đó, việc giao tiếp chính xác giữa các đơn vị quân đội khác nhau cũng là điều cần thiết để tránh bị bắn nhầm. Lỗ trong quá trình truyền thông tin, hiểu lầm hoặc sự cố trong hệ thống liên lạc có thể dẫn đến nhận dạng sai và tấn công vào phe ta. Ngoài ra, các hiện tượng tâm lý như căng thẳng, mệt mỏi và thiếu tập trung có thể đóng vai trò quan trọng dẫn đến bắn nhầm. Cũng bình luận về khả năng F-16 bị hệ thống phòng không Patriot bắn rơi, cựu chuyên gia phân tích của Bộ Quốc phòng Mỹ và trung tá nghỉ hưu của không quân Mỹ. Karen Kiviatkovsky nói rằng cả Mỹ và Vương quốc Anh trước đây đều từng mất một máy bay do hỏa lực của Patriot trong chiến tranh vùng vịnh năm 1991. Mặc dù vấn đề gây ra những sự cố này đã được khắc phục vào năm 2003, nhưng mà Kiviatkovsky lưu ý rằng Patriot cung cấp cho Ukraine có thể là những hệ thống cũ hơn và vẫn có thể dễ bị lỗi. Bà Kiviakowski nêu quan điểm, tất cả những nhà quan sát thẳng thắn cả trong và ngoài cuộc xung đột này đều biết rằng Ukraine đang chiến đấu với một loạt các thiết bị cũ hơn, thường không tương thích về mặt công nghệ, được vận hành bởi những người thường không quen thuộc với các hệ thống đó và trong một không gian chiến đấu hỗn loạn, không được hỗ trợ hậu cần tốt. Bên cạnh đó, bà cho rằng việc Ukraine mất máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên do NATO cung cấp khó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến các kế hoạch của khối quân sự này. Bà Kivyakoski giải thích, Mỹ và NATO biết rằng chỉ với một số ít máy bay F-16 cũ và không được triển khai và vận hành theo chiến lược sẽ khó giúp Ukraine giành chiến thắng trong cuộc xung đột. Họ đã chỉ hoãn suốt một thời gian dài và từng không có ý định gửi chúng với số lượng lớn. Vụ rơi chiếc F-16 đầu tiên ở Ukraine và dự đoán về những tổn thất trong tương lai có thể khiến phương Tây không muốn gửi thêm F-16 cho Ukraine, nhưng đây là kế hoạch đã được cam kết. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Bogdan Drapati cho biết hàng triệu khẩu súng quân dụng đang lưu hành bất hợp pháp ở nước này và Kiev đang cố gắng kiểm soát tình hình. Ông Drapati tiết lộ thông tin trên trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình quốc gia Ukraine đề cao một kế hoạch giải quyết vấn đề vũ khí trái phép hàng loạt trong nước đã được Quốc hội thông qua vào đầu năm nay. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine nói thêm, dù nhà chức trách vẫn chưa biết chính xác số lượng vũ khí bất hợp pháp đang lưu hành, nhưng các đối tác châu Âu ước tính con số đó vào khoảng từ 2 đến 5 triệu khẩu súng cấp quân sự. Ông Drapati giải thích, vũ khí nắm giữ bất hợp pháp bao gồm các khẩu súng chiến lợi phẩm do dân thường tìm thấy trong các khu vực xung đột, cũng như các loại súng được chính quyền Ukraine trao tặng một cách không kiểm soát trong những ngày đầu bùng phát xung đột với Nga. Quan chức này lưu ý, để tránh rắc rối pháp lý, công dân phải đăng ký vũ khí của mình trước ngày 25 tháng 12. Bên cạnh đó, từ sau khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, Ukraine trở thành thị trường buôn bán vũ khí bất hợp pháp lớn nhất không chỉ ở châu Âu mà trên toàn thế giới. Theo giới truyền thông, thị trường vũ khí chợ đen trên lãnh thổ Ukraine đã đạt tới quy mô không thể tưởng tượng được, đến mức có thể trang bị cho một đội quân quy mô vừa phải. Trong khi đó, xung đột giữa Nga và Ukraine, cuộc xung đột vũ trang lớn nhất tại châu Âu sau Thế chiến 2, và khiến nhiều người dân Ukraine thực sự mệt mỏi và đau khổ. Nhiều người Ukraine muốn sớm chấm dứt xung đột, khôi phục hòa bình với Nga, dù rằng điều đó có thể đồng nghĩa với việc chấp nhận thỏa hiệp. Hồi giữa tháng 7 năm 2024, một cuộc điều tra xã hội do hãng truyền thông Ukraine ZN thực hiện cho thấy khoảng 44% dân thường Ukraine mong muốn khởi động đàm phán chính thức với Nga. Viện Xã hội học quốc tế Kiev khi đó công bố kết quả thăm dò cho thấy gần 1 phần 3 số người Ukraine đồng ý nhượng bộ một phần lãnh thổ cho Nga để đổi lấy việc chấm dứt xung đột vũ trang. Con số như vậy là gấp hơn 3 lần con số năm ngoái, năm 2023. Theo thăm dò của Viện Kiev, sự thay đổi thái độ trong năm qua là rõ nhất ở miền nam Ukraine một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cuộc xung đột. Hơn một nửa số người được hỏi nói rằng họ hoặc ủng hộ nhượng một bộ phận lãnh thổ hoặc không có quan điểm rõ ràng. Chỉ 46% số người được khảo sát là nói rằng họ phản đối nhượng bộ. Số người phản đối cách đây một năm là 86%. Bên cạnh đó, quốc tế đang gia tăng áp lực lên cả Ukraine và Nga, yêu cầu hai nước tiến tới một thỏa thuận nào đó, mặc dù các chuyên gia đánh giá rằng cả hai đều chưa sẵn sàng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề xuất tổ chức một hội nghị thượng đỉnh hòa bình tại Ấn Độ nhằm chấm dứt xung đột với Nga. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng Hồng Kông Trung Quốc dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Tổng thống Zelensky đã đưa ra đề xuất này với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong chuyến thăm của ông đến Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky có mục tiêu tổ chức một hội nghị hòa bình thứ hai trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, sau hội nghị đầu tiên tổ chức vào tháng 6 ở Thụy Sĩ. Trong khi đó, người phát ngôn của Tổng thống Zelensky, ông Nikiforov cho biết, Ukraine đã cân nhắc tổ chức hội nghị thượng đỉnh tiếp theo tại một quốc gia ở Nam Bán Cầu, bao gồm Ấn Độ. Tổng thống Zelensky đang nỗ lực để nhận thêm ủng hộ trên toàn cầu cho kế hoạch hòa bình gồm 10 điểm của mình. Nền tảng cơ bản mà Ukraine muốn trong đàm phán là kế hoạch 10 điểm của Tổng thống Zelensky năm 2022 liên quan đến nhiều chủ đề như là thực phẩm, an ninh năng lượng. Nhưng các quốc gia ở Nam Bán Cầu nhận định rằng các diễn đàn nào thúc đẩy hòa bình chỉ có thể đạt được sức hút nếu Nga có một ghế tại bàn đàm phán. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randir Jaswan cho biết Thủ tướng Modi đã bày tỏ thiện chí đóng vai trò xây dựng trong tiến trình hòa bình, mặc dù còn quá sớm để bình luận về các phương thức và lộ trình cụ thể ở giai đoạn này. Nỗ lực ngoại giao trở nên cấp bách hơn khi lực lượng Nga giành quyền kiểm soát thêm nhiều diện tích ở khu vực Donetsk và quân đội Ukraine đã bất ngờ tấn công biên giới tràn vào khu vực vùng Kursk của Nga. Trước đó vào hồi tháng 6, Ukraine đã tổ chức hội nghị hòa bình tại Thụy Sĩ với sự tham gia của đại diện 92 quốc gia, nhưng không có Nga Trung Quốc cũng không tham gia sự kiện, trong khi Ấn Độ cùng các phái đoàn khác, bao gồm Indonesia và Nam Phi, từ chối ký thông cáo chung. Trong khi đó, người phát ngôn của Tổng thống Ukraine cho biết nếu chủ nhà hội nghị hòa bình thứ hai sẽ phải ký vào thông cáo chung. New Delhi cho đến nay vẫn nhấn mạnh cần có ngoại giao và đối thoại để chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Ấn Độ cũng bày tỏ sẵn sàng đóng góp cho các nỗ lực hòa bình. Thủ tướng Modi đã đến thăm Moscow từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 7. Trong chuyến thăm này, Nga và Ấn Độ thống nhất tăng cường hợp tác song phương về thương mại và các lĩnh vực như năng lượng và y dược. Hãng thông tấn TASS của Nga mới đây đưa, đưa tin, Ukraine đã áp đặt lệnh trừng phạt với gần 150 pháp nhân và cá nhân liên quan đến cơ sở hạ tầng hàng không của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông đã ký một số quyết định trừng phạt mới nhằm thực thi các lệnh trừng phạt của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine. Các lệnh trừng phạt này gồm gần 150 pháp nhân và cá nhân liên quan hoạt động các cơ sở hạ tầng hàng không của Nga. Tổng thống Zelensky cũng cho biết ông đã ký một gói lệnh trừng phạt khác đối với những người Ukraine ủng hộ Nga, bị chính quyền Ukraine gián nhãn là những kẻ hợp tác với Nga. Các gói trừng phạt mới vẫn chưa được đăng trên trang web của Tổng thống Ukraine. Xác lệnh Tổng thống mới nhất được đăng trên trang web của ông Zelensky là xác lệnh ngày 30 tháng 8, sa thải tư lệnh không quân Nikolai Oleschuk sau vụ rơi máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất mà các đồng minh phương Tây chuyển giao cho Ukraine. Trước đó vào tháng 5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã áp dụng các biện pháp trừng phạt về kinh tế và các biện pháp trừng phạt khác đối với 68 pháp nhân và hai cá nhân. Tờ Ukrinform dẫn xác lệnh của Tổng thống Ukraine đã được công bố trên trang web của nguyên thủ quốc gia nước này cho hay. Trong số các pháp nhân bị trừng phạt có một số cơ quan truyền thông và công ty của Nga. Trong số này có thể kể đến các đơn vị như Zvezda, Petersburg, các tờ báo Ivestia, Moskovsky Komsmollet không chỉ Ukraine mà nhiều nước khác cũng đã gia tăng các lệnh trừng phạt lên Moscow liên quan đến xung đột Nga-Ukraine. Vào tháng 7, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters đã công bố các lệnh trừng phạt tiếp theo nhằm vào các cá nhân và thực thể tham gia vào tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga và cung cấp hỗ trợ quân sự cho Nga trong cuộc xung đột Ukraine. New Zealand tiếp tục kêu gọi những nỗ lực quốc tế nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine. Theo đó, các lệnh trừng phạt mới này bao gồm việc chỉ định 4 cá nhân và 10 tổ chức Nga được cho là có liên quan đến việc chuyển giao vũ khí từ Triều Tiên sang Nga để sử dụng ở Ukraine. Các lệnh trừng phạt này cũng nhắm vào 3 cá nhân và hai thực thể Iran, cung cấp hỗ trợ quân sự trực tiếp cho Nga thông qua việc sản xuất và cung cấp máy bay không người lái để sử dụng trong cuộc xung đột tại Ukraine. Kể từ khi đạo luật trừng phạt Nga có hiệu lực vào tháng 3 năm 2022, New Zealand đã áp đặt lệnh trừng phạt cấm đi lại đối với hơn 1.700 cá nhân và tổ chức có liên quan tới Nga và cuộc xung đột Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội Nga phóng tên lửa nhằm vào phá phản lực M270 Ukraine tại tỉnh Sumy, tuyên bố phá hủy hoàn toàn tổ hợp này sau khi đơn vị trinh sát Nga phát hiện phá phản lực M270 MRLS do Mỹ sản xuất gần khu dân cư Saki. Cơ quan này cho biết, quân đội Nga sử dụng tên lửa có độ chính xác cao tấn công vị trí của tổ hợp M270, phá hủy hoàn toàn khẩu phá và hạ các binh sĩ Ukraine vận hành. Video cho thấy tên lửa Nga lao xuống vị trí, nghi của khẩu M270 tạo ra một vụ nổ lớn. Theo kênh Telegram Isnanka của Nga, tổ hợp M270 nói trên bị phát hiện ở lối ra khu dân cư Saki khi đang di chuyển chậm đến vị trí triển khai, trên xe không lắp sẵn đạn. Khi bệ phóng M270 tiến vào bìa rừng, tên lửa Iskander Nga lao xuống vị trí này. Bộ Quốc phòng Nga còn cho biết, các đơn vị thuộc cánh quân Tushen đã kiểm soát hoàn toàn khu dân cư Kirovo, tỉnh Donetsk. Lực lượng Nga ở khu vực gần đó đẩy lùi 7 cuộc phản công của 4 lực đoàn Ukraine. Tuy nhiên, phía Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên. Trước đó vào tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã công bố một đoạn video ghi lại khoảnh khắc quân đội nước này tập kích phá phản lực M270 MLRS mà Mỹ cung cấp cho Ukraine ở khu vực Nikolaev. Vụ tập kích diễn ra ở làng Semchenkovo. Hệ thống tên lửa phóng loạt M270 đã chứng minh được giá trị trên tiền tuyến sau khi phá hủy được nhiều mục tiêu của Nga và chịu ít tổn thất. Hệ thống này được đánh giá cao bởi khả năng cơ động linh hoạt, cho phép kiếp chiến đấu khai hỏa, sau đó nhanh chóng di chuyển tới vị trí an toàn để ẩn náu và bổ sung vũ khí. Hệ thống phóng của M270 được lắp trên khung gầm xe bánh xích, có nguồn gốc từ xe chiến đấu Bradley, tương tự như người anh em họ, được đặt trên khung gầm xe bánh lốp HIMARS. Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao M142, M270 cũng có thể bắn được nhiều loại đạn khác nhau. Ngoài ra, M270 cũng có thể bắn tên lửa không điều khiển tầm ngắn hơn. Mỗi bệ phóng M270 được thiết kế với hai khoang chứa đạn tiêu chuẩn, cho phép bắn được 12 quả rocket hoặc hai tên lửa Atak Cho đến nay, lực lượng Ukraine vẫn rất may mắn khi có được những hệ thống MLRS này bởi chúng hoạt động khá hiệu quả. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự chỉ ra rằng, dù là thiết bị quân sự có giá trị cao và tinh vi như M270 thì vẫn phải chịu những tổn thất đặc biệt là trong một cuộc xung đột đối đầu với cường quốc quân sự như Nga. Xe chiến đấu bộ binh IFV Rosomak cùng xe tăng PT-91 do Ba Lan chế tạo đang được lực lượng vũ trang Ukraine dùng rất nhiều trong những đợt tấn công và khi đối đầu vũ khí hiện đại của Nga, chúng đã chịu thiệt hại đáng kể. Báo chí Nga vừa đăng tải hình ảnh một chiếc IFV do Ba Lan chế tạo bị phá hủy trên chiến trường. Nhiều thành phần liên quan đến cấu trúc đã bị tan chảy, cho thấy độ bền của chiếc thiết giáp trên không như quảng cáo. Ngoài phần thân xe bị vỡ toát, tháp pháo Hip First 30P với pháo tự động 30mm và súng máy 7,62mm cũng bị thổi bay hoàn toàn, cho thấy tác động từ cú đánh của vũ khí Nga là rất mạnh. Xe bọc thép Rosomak có trọng lượng khoảng 22 tấn, chiều dài 7,7m, chiều rộng 2,8m và chiều cao 2,3m. Vò của xe bọc thép được làm từ kết cấu thép hàn toàn bộ, giúp đảm bảo an toàn cho binh sĩ trước hỏa lực vũ khí nhỏ và mảnh văng của đạn pháo. Rosomac có tổ lái 3 người, gồm lái xe, chỉ huy và giả thủ. Đồng thời cung cấp không gian cho tối đa 8 lính bộ binh được trang bị vũ khí đầy đủ ở khoang chở quân phía sau. Xe sử dụng động cơ DI-12 Scania Diesel 360 kW, tương đương 480 mã lực, hoặc 405 kW, tương đương 543 mã lực. Những động cơ này được biết đến với độ tin cậy cao và tiết kiệm nhiên liệu, góp phần vào hiệu suất tổng thể và phạm vi hoạt động của Rosomac. Nhờ cấu hình bánh lốp 8x8 Rosomark có thể dễ dàng di chuyển qua nhiều loại địa hình, mang lại khả năng cơ động cao trong hàng loạt nhiệm vụ. Xe có thể đạt tốc độ tối đa trên đường trường là 100 km/h, phạm vi hoạt động 800 km. Kiev đã ký hợp đồng với Vaksava để mua hơn 100 thiết giáp loại này. Những chiếc Rosomark đầu tiên được phát hiện trên chiến trường Ukraine vào cuối mùa hè năm ngoái. Tuy nhiên cho đến nay, nhiều khả năng Kiev chỉ nhận được vài chục phương tiện. Bên cạnh đó, súng cối tự hành M120K Rak dùng chung khung gầm cũng được cung cấp. Truyền thông Ba Lan và Ukraine đưa tin rằng những phương tiện chiến đấu bộ binh này có khả năng sống sót vượt trội so với các dòng xe bọc thép chở quân cũ của Liên Xô. Nhưng thực tế sử dụng đã cho thấy chúng chưa đáp ứng đầy đủ kỳ vọng. Thiệt hại nặng của IFV Rosomak trên chiến trường Ukraine hoàn toàn không gây ngạc nhiên bởi nhiều xe tăng chiến đấu chủ lực với lớp giáp rất dày cũng vẫn bị phá hủy khá dễ dàng. Cần nhấn mạnh, xe chiến đấu bộ binh Rosomak là phiên bản sản xuất theo phép của Ba Lan. Dựa trên nguyên mẫu thiết giáp Patria nổi tiếng của Phần Lan, Ba Lan sản xuất những chiếc Rosso Mark của họ. Tại Voskove, Jacques Lady theo thỏa thuận ký năm 2003 và đơn đặt hàng đầu tiên gồm 690 chiếc, nhưng tới tháng 10 năm 2013, quy mô tăng lên 997 chiếc. Các quan chức Nga cho biết, nhiều UAV đã tấn công thủ đô Moscow và các vùng khác trong đêm, dạng sáng 1 tháng 9. Thị trưởng Moscow, Sergei Sobyanin thông báo, một UAV bị bắn hạ tại thành phố Poronsk ở miền nam Moscow khi đang tiến về thủ đô Nga. Theo thông báo của tỉnh trường Bryansk, Alexander Bogomas, ít nhất 12 UAV Ukraine bị phá hủy tại tỉnh biên giới này. Quyền tỉnh trường Kursk, Alexei Smirnov nói rằng hai chiếc UAV bị bắn hạ tại tỉnh này. Nhiều UAV bị hệ thống phòng không và phương tiện tác chiến điện tử vô tuyến, vô hiệu hóa tại tỉnh Voronezh. Theo thông tin sơ bộ, các vụ việc không gây thương vong hay thiệt hại nào. Gần đây, Ukraine liên tục tấn công bằng UAV, gây cháy nhiều kho dầu trong lãnh thổ Nga. Trước đó, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga thông báo, hai trực thăng K-32 đã được sử dụng để dập tắt một đám cháy tại tòa nhà hành chính Bereskovskaya Embankment tại Baskova. Tòa nhà cao 3 tầng đã bị cháy trên khu vực rộng 1.000m2. Hãng TASS đưa tin có hơn 130 người và 45 phương tiện được triển khai chữa cháy, nhưng không nói rõ nguyên nhân cháy. Tờ Bill đưa tin, các quan chức cấp cao của quân đội Ukraine và các nước thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã họp kín tại thành phố Dresden của Đức. Sự kiện được giữ bí mật trong bối cảnh an ninh được siết chặt do lo ngại về gián điệp. Theo Bill, trong số các chủ đề được thảo luận có các khu vực hoạt động mới của NATO ở Thụy Điển và Phần Lan, hai nước mới gia nhập khối quân sự do Mỹ đứng đầu trong vòng 18 tháng qua, cũng như kết quả phân tích về mối đe dọa và bài học kinh nghiệm từ cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ngoài ra, sự kiện này trưng bày các mẫu thiết bị quân sự mới nhất của Đức chẳng hạn hệ thống phòng không Sky Ranger, có bánh xích trị giá 18 triệu euro, có thể bắn hạ thiết bị bay không người lái từ khoảng cách 3 km. Một vũ khí khác được trưng bày tại sự kiện là lựu pháo RCH-155 không người lái có bánh xích trị giá 10 triệu euro, có thể tấn công mục tiêu khi đang di chuyển. Ukraine dự kiến nhận được 54 khẩu lựu pháo này vào năm 2025. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh giao tranh giữa lực lượng Ukraine và Nga gia tăng căng thẳng sau khi Kiev bất ngờ tiến hành chiến dịch tấn công tỉnh biên giới Kursk. Trong khi đó, Moscow đang triển khai quân để đối phó với lực lượng Kiev cả ở mặt trận biên giới Kursk và các khu vực trên lãnh thổ Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang hối thúc các đồng minh của nước này dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí tầm xa mà Kiev muốn sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Ở tiền tuyến Ukraine, trong một bài phát biểu, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cho biết, ở hướng thành phố Pokrovsk phải đối mặt với số lượng cuộc tấn công của Nga nhiều nhất trong các mặt trận. Ngoài ra, theo ông Zelensky, tình hình cũng đang rất khó khăn ở hướng thành phố Kramatorsk, Toresk, đều ở tỉnh Donetsk và Kupiansk, tỉnh Kharkov. Tổng thống Ukraine cho biết gần 200 trận chiến xảy ra hàng ngày trên toàn bộ mặt trận. Bộ Quốc phòng Nga cho biết nhóm tác chiến trung tâm của nước này đã giành được khu định cư Kirovo, tỉnh Donetsk. Cạnh đó, nhóm tác chiến trung tâm còn tấn công và ngăn chặn các lữ đoàn Ukraine phản công ở các khu định cư Grodoka, Kalinovo, Mikhailovka, Rozovka và Ruspa đều ở tỉnh Donetsk. Hậu quả là Ukraine thiệt hại nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky đang gia tăng sức ép lên phương Tây để cho phép Kiev tấn công các mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga. Ông Zelensky nói rằng những cuộc tấn công của Nga bằng bom dẫn đường trên không và Ukraine chỉ có thể được ngăn chặn bằng cách tấn công các sân bay quân sự các căn cứ và hậu cần của Nga. Ông Zelensky cho rằng việc xóa sổ các quả bom dẫn đường của Nga khỏi bầu trời Ukraine sẽ là một bước đi mạnh mẽ buộc Moscow phải chấm dứt xung đột và tìm kiếm một nền hòa bình công bằng. Ông Zelensky kêu gọi Mỹ, Anh, Pháp và Đức rằng chúng ta cần có khả năng thực sự và đầy đủ để bảo vệ Ukraine và người dân Ukraine. Chúng tôi cần sự cho phép của các bạn để sử dụng năng lực tầm xa tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Ukraine cho biết thêm rằng các đại diện của nước này đã cung cấp mọi thông tin chi tiết cần thiết cho các đối tác của Ukraine. Theo Reuters, ông Zelensky dự kiến sẽ đưa ra lời kêu gọi tương tự vào tháng tới khi ông trình bày kế hoạch chiến thắng của Ukraine với Tổng thống Mỹ Joe Biden trong thời gian tới. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Tổng thống Mexico Andres Manuel López Obrador mới đây đã lên tiếng kêu gọi mỹ xây dựng kế hoạch giải quyết vấn đề di cư đặc biệt không xây dựng bức tường biên giới và quân sự hóa tại khu vực biên giới hai nước mà thay vào đó là tăng cường đầu tư vào các nước mỹ latin cụ thể tổng thống operado cho biết chính phủ mexico đang triển khai nhiều chương trình xã hội như gieo mầm cuộc sống tại guatemala honduras el salvador haiti venezuela colombia belize và cuba nhằm hỗ trợ người dân các nước này cải thiện cuộc sống góp phần ngăn chặn làn sóng di cư. Ông Obrador nhấn mạnh, đây là biện pháp hỗ trợ tốt nhất để giải quyết vấn đề di cư, chứ không phải bằng việc xây dựng các bức tường biên giới hay quân sự hóa tại khu vực đó. Người đứng đầu chính phủ Mexico kêu gọi Washington giải quyết nguyên nhân gốc rễ gây ra làn sóng di cư, đồng thời hỗ trợ các quốc gia nghèo ở khu vực Trung Mỹ và Caribe phát triển. Tổng thống Obrador đề cập đến vấn đề di cư trong bối cảnh các đảng chính trị tại Mỹ đưa ra ngày càng nhiều đề xuất giải quyết cuộc khủng hoảng đó trước thêm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới. Cựu Tổng thống Mỹ, ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump, cảnh báo sẽ thực hiện hàng loạt vụ trục xuất người di cư nếu thắng cử. Trong khi ứng cử viên Đảng Dân Chủ, bà Kamala Harris cũng cam kết sẽ phê chuẩn chương trình cải cách, trong đó cho phép trục xuất nhiều người di cư về Mexico. Theo số liệu thống kê, mặc dù số vụ bắt giữ người di cư trái phép hàng ngày tại khu vực biên giới Mexico-Mỹ đã giảm hơn 70%, kể từ tháng 12 năm 2023. Song số lượng người di cư bất hợp pháp từ các nước đến Mexico để hướng tới Mỹ trong 6 tháng đầu năm nay vẫn ghi nhận ở mức kỷ lục 712.000 người, tăng tới 193% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, Tổng thống Mexico đã tuyên bố đình chỉ quan hệ với Đại sứ quán Mỹ, Canada tại Mexico sau khi các đại sứ của hai nước này chỉ trích một đề xuất cải cách tư pháp mà ông Obrador ủng hộ. Ông Obrador nói rõ rằng việc tạm dừng quan hệ này là đối với đại sứ quán Mỹ, Canada không ảnh hưởng tới quan hệ giữa Mexico với hai nước láng giềng. Ông Obrador cho biết, việc tạm dừng này sẽ tiếp tục cho đến khi có xác nhận rằng các đại sứ quán sẽ tôn trọng nền độc lập của Mexico. Sau đó, ngoại trưởng Mexico, bà Alicia Bárcena cũng đã bày tỏ sự ủng hộ về quyết định của tổng thống Obrador, nói rằng các quyết định về Mexico là do người Mexico đưa ra. Tuy nhiên, bà Bárcena nhắc lại rằng mối quan hệ với bạn bè và hàng xóm ở Bắc Mỹ là ưu tiên và vẫn mềm dẻo và bình thường như hàng ngày. Mới đây, người dân tại hai bang miền đông nước Đức là Thuringen và Sachsen đã tiến hành bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương. Đây là bài toán thử thách đối với Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Olaf Scholz khi phe cực hữu đang chiếm ưu thế. Dựa trên kết quả các cuộc thăm dò ý kiến cử tri khi rời khỏi phòng bỏ phiếu và kiểm phiếu một phần, cho thấy đảng cực hữu sự lựa chọn vì nước Đức, AFD, giành chiến thắng ở bang Thuringen với tỷ lệ ủng hộ từ 32,8% đến 33,4%, trong khi Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo trung hữu, CDU, được dự báo sẽ giành vị trí thứ hai với 23,8%. Kết quả này đánh dấu lần đầu tiên một đảng cực hữu giành chiến thắng trong một cuộc bầu cử cấp bang ở Đức kể từ chiến tranh thế giới lần thứ hai. Trong khi đó, tại bang Sachsen, AFD đang bám sát CDU. Theo dự báo, CDU dẫn trước sít sao với tỷ lệ phiếu bầu từ 31,5% đến 31,8%, trong khi AFD dự báo giành được từ 30,8% đến 31,4%. Đảng Xanh và Đảng Dân chủ Tự do (FDP), hai đối tác trong liên minh cầm quyền hiện nay, lại giành số phiếu thấp nhất tại bang Thuringen, khi cả hai đều không nhận được đủ ngưỡng 5% số phiếu ủng hộ, đồng nghĩa với việc sẽ phải rời khỏi quốc hội. Cuộc bầu cử cũng là một thất bại lớn đối với Đảng cánh tả và thủ hiến bang Bodo Ramelu. Khi tỷ lệ phiếu bầu cho đảng này giảm từ 31% trước cuộc bầu cử xuống còn 12,9%. Tại bang Sachsen, đảng cánh tả cũng đã phải chịu một thất bại nặng nề khi không đạt được ngưỡng 5%, bằng một nửa so với cuộc bầu cử trước. Đảng xanh dù đạt 5,2% nhưng cũng chứng kiến sự sụt giảm mạnh về số phiếu bầu của mình. Mặc dù vậy cho đến nay không có đảng nào tuyên bố sẽ đồng ý liên minh với AFD và tất nhiên điều này sẽ khiến cho đảng cực hữu không có thể thành lập được chính quyền. Tổng thư ký quốc gia của CDU, Carsten Lindemann, tuyên bố cử tri ở cả hai tiểu bang đều khẳng định sẽ không thành lập liên minh với AFD. Ông nói, chúng tôi rất, rất rõ ràng về điều này. Tuy kết quả của bầu cử địa phương lần này sẽ không gây ra nhiều xáo trộn cho chính trường Đức, nhưng đây cũng sẽ là những quả bom nổ chậm và sẵn sàng phát nổ vào kỳ bầu cử quốc hội Đức tiếp theo, dự kiến vào tháng 9 năm 2025. Ngoài ra, nếu kết quả bầu cử đúng như dự kiến trong các cuộc thăm dò khi những gì mà Đảng Cực hữu AFD đạt được mang tính đột phá lịch sử, đưa đảng này trở thành lực lượng chính trị có vị thế và khả năng thách thức các đảng truyền thống đang liên minh nắm quyền tại Đức. Chưa kể đến, phe cực hữu sẽ coi đây là một chiến thắng và là bước đệm quan trọng trong việc lan rộng phong trào ủng hộ cực hữu tại Đức. Bộ trưởng ngoại giao Hungary đã tới Nga để đàm phán về an ninh năng lượng với người đứng đầu tập đoàn dầu khí khổng lồ Gazprom. Chuyến thăm này có thể làm gia tăng căng thẳng với Liên minh châu Âu. Hungary hiện là thành viên duy nhất của Liên minh châu Âu EU vẫn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Điện Kremlin. Kể từ khi cuộc xung đột nổ ra, quốc gia đông Âu này vẫn phụ thuộc gần như hoàn toàn vào Moscow về nhu cầu khí đốt. Sau buổi làm việc với tổng giám đốc điều hành Gazprom, bộ trưởng ngoại giao Hungary nhấn mạnh, nếu không có khí đốt của Nga, an ninh năng lượng của Hungary không thể được đảm bảo. Hungary hài lòng với sự hợp tác năng lượng với Nga phần lớn nguồn cung cấp khí đốt của Hungary đến từ Nga qua đường ống Tschurim dưới biển đen và sau đó thông qua phần mở rộng của đường ống này mạng lưới Ban Stream qua Bulgaria và Serbia phần còn lại đi qua đường ống Druzhba qua Ukraine tuy nhiên sau khi Ukraine chặn nguồn cung từ tập đoàn Lukoil của Nga Budapest đã lên án hành động này và tìm kiếm các nguồn thay thế Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hungary cho biết nguồn cung này chiếm một phần ba lượng dầu nhập khẩu của Hungary thông qua đường ống Druzhba theo TASS Chính phủ Hungary đã nhiều lần tuyên bố nước này sẽ tiếp tục hợp tác với Nga trong lĩnh vực năng lượng, khẳng định không muốn từ bỏ bất kỳ nguồn cung nào giúp đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước. Hungary xem việc mua năng lượng là một vấn đề thực tế thay vì chính trị, nêu rõ sẽ không cho phép bất kỳ ai gây sức ép phải từ bỏ bất kỳ nguồn cung năng lượng nào. Hungary tuyên bố đa dạng hóa không có nghĩa là thay thế nguồn cung năng lượng hiện có bằng nguồn cung khác mà là thu hút nhiều nguồn cung năng lượng hơn. Tờ DVK cho biết, Hungary một thành viên của cả Liên minh châu Âu, EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, nhập khẩu nhiều dầu mỏ và khí đốt của Nga. Trong một thập niên qua, dưới thời Thủ tướng Viktor Orbán, Hungary đã tăng cường quan hệ kinh tế, ngoại giao với Nga. Trong bối cảnh EU và NATO gia tăng sức ép đối với Nga liên quan tới cuộc xung đột tại Ukraine, Thủ tướng Viktor Orbán nhiều lần tuyên bố nước này không tin vào ý kiến cho rằng Nga là mối đe dọa đối với an ninh Hungary hay châu Âu. Và Budapest sẽ duy trì quan hệ với Moscow. Hungary cũng đã nhiều lần ngăn cản nỗ lực trừng phạt Nga và hỗ trợ Ukraine của Bruxelles. Vào đầu tháng 7, Thủ tướng Viktor Orbán đã khiến đa số đối tác EU phật lòng khi thăm Moscow, chỉ vài ngày sau khi Hungary đảm nhận chức vụ chủ tịch luân phiên của EU. Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Sajidato cũng là người được trao tặng huân chương hữu nghị danh giá của Nga vào cuối năm 2021. Ông đã đến thăm Nga 10 lần kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine xảy ra vào năm 2022. Truyền thông Nga đưa tin đã tìm thấy chiếc trực thăng mất tích ở Kamchatka. Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin từ Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết các mảnh vỡ của chiếc trực thăng mất tích trước đó đã được tìm thấy. Mảnh vỡ nằm gần địa điểm ghi nhận những tín hiệu liên lạc cuối cùng. Giới chức thông báo rằng không có người sống sót sau sự việc. Thi thể của 17 người đã được tìm thấy, cuộc tìm kiếm vẫn tiếp diễn. Chiếc trực thăng Mi-8 thuộc hãng hàng không VTS Aero đang bay từ núi lửa Vekazes đến làng Nikolaevka, huyện Yelizovsky, tỉnh Kamchatka, vùng Viễn Đông Nga thì xảy ra tai nạn. Trên khoang có 22 người, gồm 19 hành khách và 3 thành viên phi hành đoàn. Truyền thông Nga đưa tin, chiếc Mi-8 khởi hành lúc 16 giờ 10 phút ngày 31 tháng 8, mất liên lạc và biến mất khỏi màn hình radar sau đó 5 phút. Theo cơ quan phản ứng tình trạng khẩn cấp, vụ tai nạn được cho là do lỗi của phi công. Chiếc trực thăng có thể đã đâm vào núi trong điều kiện tầm nhìn kém Nguyên nhân chính thức dẫn đến vụ tai nạn vẫn đang được bộ tình trạng khẩn cấp Nga điều tra. Vừa qua, theo hãng tin AFP, Đảng cực tả nước Pháp Bất khuất kêu gọi các đảng chính trị khác ủng hộ nỗ lực của đảng này nhằm luận tội tổng thống Pháp Emmanuel Macron vì những thiếu sót nghiêm trọng trong các nhiệm vụ theo hiến pháp. Tổng thống Macron đang đối đầu với Đảng nước Pháp Bất khuất và các đồng minh Đảng Xanh, Đảng xã hội chủ nghĩa và Đảng Cộng sản, các đảng thuộc liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới. ENFP về việc ông Macron từ chối bổ nhiệm ứng cử viên của liên minh này là bà Lucy Castets làm thủ tướng. Đảng nước Pháp bất khuất lập luận rằng tổng thống Pháp không có quyền mặc cả chính trị, nhắm vào những nỗ lực của ông Macron kể từ tháng 7 liên quan việc tìm ra một thủ tướng mới. Theo dự thảo nghị quyết luận tội của các nghị sĩ đảng nước Pháp bất khuất, hạ viện và thượng viện có thể phải bảo vệ nền dân chủ chống lại khuynh hướng độc đoán của tổng thống. Bà Martin Panot, chủ tịch đảng nước Pháp bất khuất cho biết đã gửi dự thảo nghị quyết tới các nghị sĩ khác để thu thập chữ ký. Theo Hiến pháp Pháp, một dự thảo nghị quyết luận tội Tổng thống được thông qua cần 2 phần 3 sự ủng hộ của các nghị sĩ Hạ viện và Thượng viện. Liên minh cánh tả NFP trước đó đề nghị Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bổ nhiệm nhà kinh tế học 37 tuổi Lucy Cates, hiện là giám đốc tài chính tòa thị chính Paris, làm tân thủ tướng và thành lập chính phủ mới. Tuy nhiên, sau hai ngày họp cùng lãnh đạo các đảng phái và lãnh đạo nghị viện, ông Macron đã thông báo không thể chấp nhận ứng viên của NFP. Quyết định của ông Macron đã vấp phải sự giận dữ của các đảng trong quốc hội, thậm chí khiến ông bị đe dọa luận tội. Theo lý giải của tổng thống Emmanuel Macron, ông ưu tiên xây dựng một mặt trận cộng hòa với một gương mặt dẫn dắt đủ uy tín nhằm đảm bảo sự ổn định của thể chế trong việc thúc đẩy các vấn đề cấp bách sắp tới, cũng như khẳng định vị trí và vai trò của Pháp trên trường quốc tế. Nhưng theo đánh giá của giới phân tích, đây là mục tiêu không dễ dàng. Sau hai vòng tổng tuyển cử cuối tháng 6 và đầu tháng 7, Quốc hội Pháp gần như được chia đều giữa ba phe gồm NFP với hơn 190 đại biểu, Liên minh Trung hữu của ông Macron với 160 ghế và Đảng cực hữu mặt trận quốc gia Pháp NR của bà Marie Le Pen với 140 ghế. Không nhóm nào chiếm thế đa số áp đảo và các phe vẫn từ chối thỏa hiệp với nhau khiến nước Pháp đến nay chưa thể thành lập chính phủ mới. Theo European Pravda, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pepkur cho rằng giả thuyết về sự liên quan của Nga trong vụ nổ tại một cơ sở sản xuất quân sự ở Đức là có khả năng cao. Ông Pep Kua chỉ ra rằng các cuộc tấn công hỗn hợp của Nga và các quốc gia thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã bắt đầu từ trước khi Liên minh thảo luận về một cuộc giao tranh lai ghép. Ông tuyên bố Estonia phải đối mặt với các cuộc tấn công hỗn hợp từ Nga, trong đó có cả các cuộc tấn công mạng kể từ năm 2007. Ban đầu, đây chỉ là các cuộc tấn công mạng, nhưng chúng đã tiến triển thành các cuộc tấn công vật lý và sau đó là các vụ nổ. Ông cho rằng có bằng chứng rõ ràng các cuộc tấn công này được chính phủ Nga tổ chức. Nga đang thử các giới hạn để xem họ có thể đi được đến đâu trước khi điều năm trong hiệp ước của NATO được kích hoạt. Theo vị bộ trưởng này, người Đức hiện sẽ điều tra rất kỹ lưỡng những gì đã xảy ra tại kho vũ khí của Dien cuối tháng 8. Ông nói, và tôi sẽ không quá ngạc nhiên khi chúng ta nghe nói vụ việc này là do cơ quan an ninh liên bang Nga FSB giàn dựng. Cuối tháng 7, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Andrei Natasin nói rằng bất kỳ nhà máy quân sự nào ở Ukraine, bất kể liên kết với nước nào cũng sẽ là mục tiêu hợp lệ của Moscow. Nhà ngoại giao Nga cho biết có thông tin tập đoàn quốc phòng Đức Rheinmetall đã nhận được lệnh chính thức về việc xây dựng một nhà máy sản xuất đạn dược tại Ukraine. Về vấn đề này, chúng tôi xin nhắc lại rằng bất kỳ nhà máy nào ở Ukraine đều là mục tiêu hợp pháp của lực lượng vũ trang Nga, bất kỳ nhà máy quân sự nào. Nhà máy quân sự Đức tại Ukraine ước tính trị giá 100 triệu euro. Ông Natasin cho biết, ông cáo buộc, khác với đầu tư và phát triển và phục hồi Ukraine, quân đội phương Tây không ngại chi tiền cho sản xuất vũ khí. Kiếm tiền từ xung đột luôn luôn và vẫn là truyền thống của phương Tây. Trước đó, Rentimetro thông báo đã nhận được lệnh từ chính phủ Ukraine để xây dựng trang bị cũng như đưa vào vận hành một nhà máy đạn dược. Nhà máy này sẽ bắt đầu sản xuất đạn tại Ukraine trong vòng 24 tháng. Cùng với Ukraine, Defense Industry UDI, đối tác liên doanh của Ukraine, Renewable cũng sẽ chịu trách nhiệm vận hành nhà máy. Công ty cho biết thêm. Liên quan đến diễn biến xung đột ở Trung Đông, chúng tôi xin gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo sau đây. Trong cuộc điện đàm mới đây, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi và Thái tử kiêm Thủ tướng Ả Rập Xê út Mohammed bin Salman đã thảo luận về những diễn biến mới nhất tại các vùng lãnh thổ của Palestine cũng như các cách thức tăng cường hành động chung để đối phó với những thách thức ảnh hưởng đến an ninh và hòa bình trong khu vực. Theo thông báo của Phủ Tổng thống Ai Cập, ông NCC và ông Bin Salman đã nhấn mạnh sự cấp thiết phải đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở giải Gaza và chấm dứt leo thang ở bờ Tây nhằm ngăn chặn xung đột lan rộng hơn nữa và khôi phục sự ổn định tại Trung Đông. Ông NCC và ông Bin Salman cũng nêu bật tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác giữa các quốc gia Ả Rập để giải quyết những thách thức đe dọa đến an ninh và hòa bình khu vực. Ai Cập cùng với Qatar và Mỹ đang dẫn đầu các nỗ lực hòa giải để đạt được lệnh ngừng bắn và thỏa thuận trao đổi con tin giữa Israel và Hamas với mục tiêu đạt được lệnh ngừng bắn vĩnh viễn ở Gaza. Trong một diễn biến khác, Thái tử Ả Rập Xê Út Bin Salman cũng đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Trong đó, nhà lãnh đạo Ả Rập Xê Út kêu gọi thúc đẩy các nỗ lực chung của các quốc gia Ả Rập và hồi giáo để hỗ trợ người dân Palestine trước các cuộc tấn công của lực lượng Israel. Ông Bin Salman và ông Erdogan cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường nỗ lực ngăn chặn các hành động gây hấn của Israel đối với người Palestine. Trong tuyên bố đăng trên trang X, văn phòng tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình Gaza cũng như những diễn biến trong khu vực và toàn cầu. Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng đã có cuộc họp mở về tình hình Trung Đông tập trung vào tình hình nhân đạo tại Gaza. Theo yêu cầu của Thụy Sĩ và Anh, đại diện các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nghe quyền trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo, Joyce Msuya, đọc báo cáo tóm tắt tình hình nhân đạo tại Gaza sau hơn 10 tháng nổ ra xung đột giữa Israel và Hamas. Bà Msuya nhận định nỗ lực và hoạt động cứu trợ nhân đạo tại Gaza gặp thách thức nghiêm trọng. Lệnh sơ tán nước Israel ban hành với số lượng tăng kỷ lục trong vài tuần gần đây đã gây ảnh hưởng lớn đến dân thường Gaza và các đội cứu trợ. Có đến hơn 88% diện tích lãnh thổ Gaza thuộc diện phải sơ tán, đẩy các cộng đồng dân cư phải sống trong tình cảnh bấp bênh. Theo bà, người dân Gaza gặp vô vàn khó khăn, sống đông đúc, tập trung vào diện tích lãnh thổ ít ỏi còn lại, thiếu thốn nước sạch, điều kiện chăm sóc y tế. Họ phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực, thiếu nước uống, không nhà cửa. Đề cập nhiệm vụ trước mắt Bà Emsuya nhấn mạnh nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong triển khai thành công chiến dịch tiêm chủng phòng chống bại liệt cho trẻ em Gaza, căn bệnh mà thế giới từng cho rằng đã kiểm soát được. Theo bà, cần phải đảm bảo an ninh và các tuyến đường mở thông tới các địa điểm tiêm chủng để ngăn chặn thảm họa dịch bệnh, cùng với đó là mở cửa cho hoạt động cứu trợ nhân đạo. Israel đang chứng kiến đợt biểu tình lớn nhất từ đầu xung đột với quy mô hàng trăm ngàn người xuống đường ở Tel Aviv và khắp Israel sau khi lực lượng Israel phát hiện thi thể 6 con tin trong một đường hầm ở giải Gaza. Họ đã biểu tình phản đối cách chính phủ xử lý cuộc xung đột ở giải Gaza. Theo một phát ngôn viên của Bộ Y tế Israel cho biết, một cuộc giám định pháp y xác định họ đã bị những kẻ khủng bố Hamas sát hại bằng nhiều phát súng ở cự ly gần. Tại Jerusalem, những người biểu tình đã chặn đường vào biểu tình bên ngoài dinh thự của Thủ tướng. Các cảnh quay trên không cho thấy xa lộ chính của Tel Aviv bị chặn bởi những người biểu tình cầm cờ, có hình ảnh những con tin bị sát hại. Hãng tin CNN cho biết, một quan chức tiết lộ, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang rất quan ngại trước tình hình biểu tình lan rộng khắp đất nước. Diễn đàn Con tin và gia đình có người mất tích, bên tổ chức biểu tình cho biết, có khoảng 700.000 người tham gia các cuộc biểu tình trên khắp Israel, trong đó ước tính có 550.000 người biểu tình ở thành phố Tel Aviv để kêu gọi ngừng bắn và thả con tin. Những người tổ chức biểu tình mô tả đám đông ở Tel Aviv là biển người biểu tình vô tận và cho biết sự kiện hôm 1 tháng 9 là cuộc biểu tình lớn nhất Tel Aviv kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát. Nhiều trường đại học ở Israel thông báo sẽ tham gia hoạt động biểu tình. Đại học Hebrew tại Jerusalem cho biết sẽ đóng cửa mọi hoạt động trong ngày 2 tháng 9, ngoại trừ các kỳ thi. Theo tuyên bố của cảnh sát Israel, một nữ cảnh sát đã bị thương trong cuộc đụng độ với người biểu tình và bất tỉnh trước khi được đưa đi điều trị y tế. Chính quyền Israel cũng cáo buộc một số người biểu tình vi phạm các danh giới an ninh và xông ra các con đường lớn, chặn một số làn đường và đốt lửa. Cảnh sát Israel cho biết đã bắt hàng chục người biểu tình tại Tel Aviv với cáo buộc phá hoại tài sản, có hành vi hỗn loạn và tấn công cảnh sát. Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich cũng đã yêu cầu Tổng trưởng lý nước này ban hành lệnh khẩn cấp ngăn chặn cuộc đình công toàn quốc ngày 2 tháng 9. Ông Smotrich lập luận, một cuộc tổng đình công sẽ gây tổn hại đến nền kinh tế vốn đang được đặt trong tình trạng thời chiến và tạo ra tiền lệ nguy hiểm, đe dọa các quyết sách liên quan đến an ninh quốc gia. Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng khẳng định đã chỉ đạo cho các cơ quan phụ trách lương thưởng chuyên đạt chỉ thị rằng bất kỳ ai tham gia cuộc tổng đình công sẽ không được trả lương. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Galan chỉ trích chính phủ Israel cố ưu tiên kiểm soát một khu vực biên giới thay vì ưu tiên thỏa thuận giải cứu con tin. Theo hãng tin CNN, các thành viên nội các cho rằng sẽ là sai lầm lớn nếu thay đổi quyết định về hành lang philadelphia coi đây sẽ chỉ là phần thưởng cho hamas sau khi sát hại các con tin tuy nhiên ông galan phản bác rằng israel hoàn toàn có thể chiếm lại hành lang sau khi các con tin được trả tự do bộ trưởng joab galan dường như đang bị cô lập giữa nội các israel trong vấn đề này nhưng quan điểm của ông lại được phần lớn các cơ quan an ninh israel ủng hộ thiếu tướng nizan alon lãnh đạo đơn vị con tin của lực lượng phòng vệ israel cảnh báo những con tin còn lại phải đối mặt với mối nguy hiểm ngày càng nghiêm trọng. Syria đã lên án các hành động bạo lực gia tăng của Israel đối với người Palestine ở bờ Tây và cả sự ủng hộ của Mỹ, các nước phương Tây khác đối với Tel Aviv. Bộ Ngoại giao và người nước ngoài Syria đã tuyên bố, trong vài ngày qua, chúng tôi đã chứng kiến sự căng thẳng nguy hiểm của các vụ thảm sát do quân đội Israel thực hiện đối với người Palestine ở bờ Tây và Jerusalem bị chiếm đóng. Bộ này cho biết quân đội Israel tiếp tục gây ra nhiều hành động nguy hiểm hơn ở Jenin và bờ Tây. Họ cũng tiếp tục tấn công, phá hủy nhà cửa của người Palestine ở giải Gaza. Cơ quan ngoại giao Syria khẳng định sự ủng hộ mà Israel nhận được từ Mỹ và các nước phương Tây khác cho thấy tuyên bố của Israel về việc không mở rộng các hoạt động quân sự và chấm dứt các chính sách tấn công quân sự chỉ là những lời nói vô nghĩa. Các chính sách ủng hộ Israel của phương Tây và Mỹ không chỉ nhằm vào người dân Palestine mà còn là các chính sách được thực hiện ở bất kỳ nơi nào trên thế giới không đáp ứng lợi ích của phương Tây. Tuyên bố của bộ trên khẳng định, Syria lên án mạnh mẽ các chính sách của phương Tây, các cuộc tấn công và tội ác gây ra với sự hỗ trợ của Mỹ và yêu cầu chấm dứt ngay lập tức. Bên cạnh đó, Thủ tướng Senegal, Ousmane Sonko cũng cáo buộc người đồng cấp Israel Benjamin Netanyahu tiếp tục tiến hành cuộc xung đột ở Gaza vì mục tiêu chính trị cá nhân và đề nghị cố lập Israel để chấm dứt hành động tàn bạo được một số nước phương Tây bảo trợ. Trong cuộc tụ họp của hàng trăm người ủng hộ Palestine tại đền thờ Hồi giáo lớn ở thủ đô Dhaka, ông Sonko nói, Chúng ta chứng kiến một thủ tướng Israel, người sẵn sàng bước qua hàng nghìn xác chết để giữ chức và không phải đối mặt với công lý. Là một quốc gia Tây Phi với gần 95% dân số là người Hồi giáo, ủng hộ người Palestine trên trường quốc tế, gần gũi với thế giới Ả Rập, Senegal đã làm chủ tịch Ủy ban Liên Hợp Quốc về các quyền bất khả xâm phạm của người dân Palestine kể từ những năm 1970. Trước đó, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cũng đã kêu gọi Israel dừng ngay hoạt động quân sự tại bờ Tây trong bối cảnh khủng hoảng tại vùng lãnh thổ này gia tăng. Trong tuyên bố được đưa ra, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc cho biết, ông Guterres quan ngại sâu sắc trước đợt không kích mới đây của Israel nhằm vào vùng Tulkarm và Tubas ở bờ Tây, khiến nhiều người thương vong, gây tổn thất hạ tầng công cộng. Tổng thư ký Liên hợp quốc cũng lên án mạnh mẽ thiệt hại về người, nhất là với trẻ em. Theo ông quân đội Israel cần tuân thủ nghĩa vụ, quy định bắt buộc theo luật nhân đạo quốc tế, kiềm chế tối đa, chỉ sử dụng vũ lực khi không thể tránh được và bảo vệ dân thường an toàn một cách tối đa. Vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani đã bác bỏ những cáo buộc vô căn cứ rằng một sĩ quan quân đội Iran đã có mặt trên đất Ukraine để huấn luyện lực lượng Nga. Ông Kanani tuyên bố những cáo buộc vô căn cứ như vậy được đưa ra với động cơ và mục tiêu chính trị cụ thể. Lưu ý rằng, những cáo buộc này trái ngược với cách tiếp cận có nguyên tắc của Iran đối với cuộc xung đột ở Ukraine. Ông khẳng định, Iran phản đối chiến tranh, nhấn mạnh nhu cầu chấm dứt xung đột và giải quyết tranh chấp giữa Nga và Ukraine một cách hòa bình. Những phát biểu của ông Kanani được đưa ra sau khi Tổng trưởng lý Ukraine Andriy Kostin cho biết, một cuộc điều tra đã được tiến hành chống lại một vị tướng của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, vì nghi ngờ hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột với Ukraine. Theo ông Andriy Kostin, cuộc điều tra cho thấy từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2022, các đại diện quân đội Nga đã đạt được thỏa thuận với Iran về việc mua thiết bị bay không người lái tấn công Shahed-136 và Mohajer-6 cùng với các thiết bị liên quan. Hồi tháng 2, có thông tin Iran gửi 400 tên lửa đạn đạo cho Nga và nhiều tên lửa trong số này có khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách từ 300 km đến 700 km. Ngay sau đó, Mỹ cảnh báo Iran về phản ứng nhanh chóng và nghiêm khắc từ cộng đồng quốc tế nếu Tehran thực sự đã cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga. Bình luận về thông tin Iran gửi tên lửa đạn đạo cho Nga, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby lưu ý rằng Washington vẫn chưa thấy xác nhận nào về việc tên lửa đã di chuyển từ Iran sang Nga. Dù vậy, ông Kirby nói rằng Mỹ không có lý do gì để tin rằng Tehran sẽ không làm như vậy. Ông Kirby cảnh báo, để đáp lại sự hỗ trợ liên tục của Iran đối với cuộc chiến của Nga, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Iran trong những ngày tới và chúng tôi sẵn sàng tiến xa hơn nếu Iran bán tên lửa đạn đạo cho Nga. Người phát ngôn cho biết, Mỹ sẽ đưa thông tin Iran gửi tên lửa đạn đạo cho Nga lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và sẽ phối hợp với các đồng minh và đối tác của Washington về phản ứng tiếp theo. Iran đã nhiều lần và kiên quyết bác bỏ cáo buộc liên quan đến cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine. Không ngoài lo ngại của giới phân tích, hôm 31 tháng 8, quân đội Israel tiếp tục duy trì hoạt động tác chiến cường độ cao trên nhiều mặt trận, trong đó hoạt động trấn áp quân sự tại khu bờ Tây đã bước sang ngày thứ tư, ác liệt hơn và chưa có dấu hiệu sớm dừng lại. Theo các nguồn tin khu vực, hoạt động quân sự của Israel tại bờ Tây hôm qua tiếp tục tập trung vào thành phố Jenin và các vùng phụ cận. Ngoài lực lượng bộ binh hùng hậu, có xe tăng, thiết giáp và máy ủi hạng nặng yểm trợ, quân đội Israel còn triển khai máy bay chiến đấu và máy bay không người lái hỗ trợ hỏa lực cho các cuộc tấn công vào thành phố phía Bắc, khu bờ Tây này. Đặc biệt, tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel, IDF, Trung tướng Haji Halevi hôm qua đã trực tiếp tới Jenin để đánh giá tình hình và khích lệ binh sĩ tham gia chiến dịch. Một số nguồn tin Ả Rập cho biết, nhiều khả năng quân đội Israel sẽ mở rộng hoạt động tấn công tại khu bờ Tây, có thể bao gồm cả các thành phố và trại tị nạn khu vực trung tâm và phía nam khu bờ Tây trong những ngày tới. Còn tại giải Gaza, bất chấp việc hoạt động tiêm phòng bại liệt cho trẻ em Palestine tại đây đã chính thức được triển khai, quân đội Israel hôm qua vẫn thực hiện nhiều cuộc không kích và tấn công bộ binh vào một số khu vực khác nhau ở Gaza. Trong đó, máy bay chiến đấu Israel bắn phá một tòa nhà ở thành phố Gaza, theo chỉ điểm của lực lượng trinh sát. Tại thành phố Rafah, cực nam Gaza, bộ binh Israel tấn công nhiều địa điểm chứa vũ khí và nơi ẩn náu của các tay súng Hamas. Tại mặt trận phía Bắc, không quân và pháo binh Israel thực hiện nhiều cuộc bắn phá vào các mục tiêu của lực lượng Hezbollah ở phía nam Liban. Trong đó có một tòa nhà thuộc khu vực Makaba. Ở chiều ngược lại, Hezbollah triển khai ít nhất một máy bay không người lái mang thuốc nổ, tấn công một địa điểm gần khu dân cư Beit Hillel. Ở phía bắc Israel, cuộc tấn công không gây ra bất kỳ thương vong nào nhưng khiến còi báo động vang lên tại hàng loạt khu dân cư và thị trấn thuộc khu vực lòng chảo Galilee. Theo nhiều nhà phân tích khu vực, tình hình xung đột tại Gaza và dọc biên giới Israel-Liban trong ngày hôm qua đã hạ nhiệt đáng kể so với những ngày trước đó. Tuy nhiên, cả hai mặt trận này vẫn tiềm ẩn nguy cơ cao do quân đội Israel đang duy trì một lượng lớn binh sĩ và vũ khí tại đây, sẵn sàng cho việc đẩy mạnh trở lại hoạt động tác chiến bất kỳ lúc nào. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh toàn cảnh 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.